Mọi quên sóng lo trọn đạo hát lên thiên đàng. Nam mô miệng niệm hàng ngày lắng lời vua miệng học đài kể kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình chuyên lo niệm Phật sửa mình con trần. Vậy thì sáu câu giảng này đọc ra thì đồng đạo đã đọc lòng hết rồi. Nhất là vừa rồi thì nhị vị đọc giảng viên cũng đã ngâm lại sáu câu giảng này. Một đoạn có sáu câu giảng này ở trong cái phần kể đức thánh, cái phần kể sau cùng mà các thầy viết trong 776 câu của quyển khuyến thiện, tức là quyển thứ năm lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Như vậy thì đây là quyển thứ năm mà đức thầy sáng tác ở tại nhà thương chợ quán Sài Gòn. Trong quá trình mà đức thầy lưu cư ở đây thì đức thầy sáng tác được 20 bài thi, trong đó có quyển khuyến thiện và năm thơ tị và trên dưới 2 bức thơ gửi về cho bổn đạo và bức thơ gửi về cho ông mười, tức là chú mười của bổn đạo. Như vậy thì với một cái tác phẩm, cái tác phẩm về khuyến thiện thì gần như đồng đạo chúng ta đã nắm vững những yếu tố quan trọng. Và điều quan trọng hơn nữa thì bài thi này, quyển giảng này 776 câu này được thầy viết theo cái gọi là biến thể, một cái lối văn chương là biến thể. Đoạn đầu thì đức thầy viết theo thể thơ luật pháp, rồi đoạn giữa thì đức thầy viết theo thể thơ thất ngôn trùng thiên, rồi đoạn cuối thầy viết theo thể thơ luật pháp. Và trong đó thì đặc trưng là có 4 cái bài thi, 2 bài thi ở cái phần ở gần ở cái đoạn giữa, tức là phần đoạn đầu đó. Sau 28 câu đầu tiên khai mở thì khai đời đức thầy cũng viết 2 bài thi và 2 bài thi cuối cùng. Như vậy thì thánh phẩm này theo tôi nghĩ rất là phù hợp với hệ tại gia cư sĩ chúng ta. Và đức thầy đã thế mai ta là cư sĩ canh tiền lo nghề cài cốt cũng như tu hành ở cái đoạn đầu đó. Cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo và nào thì đồng đạo chúng ta ráng, mình phải ráng học quyển khuyến thiện. Và quyển khuyến thiện thì thời gian mà chúng tôi nghiên cứu thì miễn dạng rất là dễ học thuộc lòng. Nếu mà so với 6 quyển giảng đó thì theo mình nghĩ đó, cái quyển nhì dầu rằng rất là ít, chỉ có 480 câu, nhưng mà quyển nhì thấy như vậy đọc một lần nó còn khó hơn là cái quyển khuyến thiện này, rất là dễ thuộc. Và trong 776 câu này thì hôm nay chúng ta ôn lại qua 6 câu giảng. Và đặc biệt 6 câu giảng này mang một cái triết lý bao gồm các học Phật tu nhân trong đạo Phật giáo và đạo chúng ta. Và đặc biệt 6 câu giảng này đức thầy sẽ đưa chúng ta đi đến 2 cái yếu điểm. Một là chúng ta sẽ được gặp thầy, sẽ được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Và hai thì tất cả chúng ta sẽ được minh tâm kiến tánh. Và khi được minh tâm kiến tánh là chúng ta sẽ được về cực lạc, được về với đức Phật A Di Đà, được về với cái cảnh giới không già không bệnh hết ngày nào đó. Và đồng thời trong 6 câu giảng này, ngoài cái việc đức thầy triển khai về pháp môn tu nhân, bên cạnh đó chúng ta cần phải học Phật để đầu tu Phật. Và trong quá trình tu Phật thì đức thầy đã triển khai 2 cái phương pháp gọi là thiền tịnh song tu. Như vậy thì thiền tịnh song tu hoặc là phước huệ song tu thì 2 vấn đề này đều đưa chúng ta đến một cái góc độ quan trọng. Như trong kinh điển thường dạy đó là thiền tịnh song tu đồng đăng bỉ ngạn, chúng ta sẽ vượt khỏi cái biển mê sông khổ này để đi đến một cái bờ mé giải thoát như lời Đức Phật Đức Thầy giới thiệu. Và hôm nay chúng ta phải cố gắng ghi nhớ để thực hiện những lời Đức Thầy dạy qua 6 câu giảng này. Như vậy thì chúng tôi xin đi vào cái nội dung chính. Câu giảng đầu tiên Đức Thầy dạy là hiếu trung lòng chớ dội quên. Vậy thì hiếu trung, trung và hiếu, đây là 2 vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta rất là quen thuộc. Cho nên 2 câu giảng đầu tiên này là thể hiện được một cái phương pháp tu nhân của đạo Phật giáo và đạo của chúng ta. Thì phương pháp này còn gọi là một cái thiền thang căn bản. Nếu như trong đời tu của mình mà nhân đạo chúng ta không xong thì Phật đạo còn xa lắm vậy. Bởi vì đạo Thanh Hòa Thượng dạy rất rõ là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo quyển nghĩ. Nếu như hôm nay chúng ta muốn tu đạo tiên đạo Phật mà đạo nhân chúng ta làm không xong thì đạo tiên đạo Phật còn xa lắm vậy. Vì vậy cho nên trong đời tu của mình, cái quan trọng là đồng đạo chúng ta hướng đến thực tế. Thực tế đây không ngoài trung hiếu, mà đức thầy dạy rất rõ trung với hiếu ta nên trao đĩa hiền đến với lương bổn đạo đàn lòng. Như vậy thì hiếu trung, hiếu nó cho đủ là đạo hiếu, là cái ơn tổ tiên cha mẹ. Hiếu là chúng ta phải hết lòng, phải lo lắng cho ông bà cha mẹ mình trong lúc còn sống. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi phải hiếu phân hiếu già. Và khi cha mẹ mình quá giảm rồi thì chúng ta phải hết lòng tu hành,
lúc cha mẹ quá dạng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng lên niệm Phật cảnh thoát khỏi trầm luân. Vì vậy nên chữ hiếu là đồng đạo chúng ta phải cố gắng vun vén từ ở bất đời thế gian và đến bất đời xuất thế gian. Cha mẹ còn sống thì chúng ta lo theo cách cha mẹ còn sống. Cha mẹ quá dạng thì chúng ta bắt đầu tu hành cầu nguyện miên mật để rồi ngoài cái việc chúng ta độ mình ra thì bên cạnh đó chúng ta còn vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, hay hoặc giả là đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông cũng như Phật xuất gia ở trước. Và đồng thời chữ trung ở đây có nghĩa là trung thành. Chữ trung ở đây nếu mà chúng ta hiểu về cái khái niệm tương tự, chữ trung ở đây có nghĩa là Đức Thầy muốn dạy chúng ta trong trong đất nước, thì đây là cái điều kiện mà người dân chúng ta đối với người tín đồ Phật giáo và hảo thì mình phải thực hiện tốt vấn đề này, một trong tứ đại trọng ân. Cho nên hôm nay một người tu mà tôi và quý vị không đền ơn đất nước thì chúng ta không thể nào đi đến nơi đến chốn. Bởi vì Đức Thầy hành dạy chúng ta rất rõ quý vị, bờ cõi vững lạnh thanh ta mới yên, quốc gia bạch giàu mình ta mới ấm. Đất nước còn đất nước được phát triển bao nhiêu thì đền đạo chúng ta sẽ từ đó được nhân rộng, được phát triển. Cho nên về cái phương diện đền ơn đất nước này thì Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, hẳn như không đủ tài lực đã nương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương thì tay đã đánh. Đừng làm việc chi sôi sức đánh đổi mà làm nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại cho đất nước. Đó là ta đền ơn đất nước vậy mà Đức Thầy đã dạy rất rõ trong cái phần văn bản khi Đức Thầy viết về ơn đất nước cũng như cái đại cộng ân. Và đồng thời chữ hiếu trung này, nếu mỗi đồng đạo chúng ta hiểu rộng một chút thì hiếu trung này bao gồm luôn cả tứ đại trọng ân đồng đạo. Bởi vì thánh nhân ngày xưa đã dạy rất rõ trung với nước, hiếu với dân. Đối với cái khái niệm của thánh Khổng Tử thì thánh Khổng Tử cho biết rằng dân tức là bá tánh vạn dân là phụ mẫu, bá tánh là phụ mẫu, cho nên lấy dân làm gốc đồng đạo, lòng dân là lòng trời. Vì vậy cho nên đối với cái ông đồng bào nhân loại thì mỗi con người chúng ta phải dành cái chữ hiếu để mình ứng xử với đồng bào, với nhân loại. Cho nên chữ hiếu này nếu mà chúng ta hiểu rõ ràng thì bao gồm luôn cả hai ơn: một, ơn tổ tiên cha mẹ; hai là ơn đồng bào nhân loại. Mình sống làm sao trong cõi đời này mà đồng bào mình, những hàng xóm mình mà biết vị ăn ở cư xử triều mến cũng như cha mẹ của mình, như Khổng Tử đã dạy đó, bá lắm tức là phụ mẫu của ta, thì nếu như một người mà tu hành đạt ở đây là chúng ta rất là cao thượng đạo. Thường thường thì tôi phải bị cha mẹ mình lo lắm, mình thương lắm, còn cái người hàng bên, cái người lối xóm chúng ta cũng thương nữa, chúng ta cũng lo, nhưng mà nhiều khi chúng ta thương chúng ta lo nó có chừng mực. Vì vậy cho nên để đạt được một góc độ sâu trong vấn đề đền ơn đáp nghĩa này thì lúc này quý vị đối với phụ mẫu, đối với phụ mẫu trong gia đình như thế nào thì chúng ta đối với bá tánh bên ngoài thì mình cũng xem đó như phụ mẫu của mình. Khi mà bước ra đường gặp người già cả mà trong nội tâm của mình cho đó là cha mẹ của mình, là ông bà của mình, thì đồng đạo thấy rất rõ mình đâu có bao giờ mà chúng ta bỏ được đồng đạo, đâu có bao giờ mà chúng ta vô cảm được, mình lúc nào cũng tìm phương cứu giúp hết. Thì đây là một cái đỉnh cao để chúng ta thực hiện cái chữ hiếu, nó bao gồm luôn ơn đồng bào và nhân loại. Rồi cái chữ trung có vậy, một mặt là chúng ta trung với đất nước, mặt khác chữ trung ở đây chúng ta còn phải trung thành triệt để với Phật Pháp Tăng. Như lời Đức Thầy đã rất rõ là ghi đi những kẻ quá lương hiền, một mực trung thành với Phật Thiên. Vì vậy cho nên hôm nay đối với mọi đồng đạo chúng ta, ngoài cái việc trung với đất nước thì chúng ta còn phải trung thành triệt đối với Thầy. Cho nên Đức Thầy khác dạy chúng ta trong bài Không Buồn Ngủ là đạo Thầy trò khắc cốt như xưa. Vì vậy cho nên một người mà trung thành triệt để theo cái mối đạo của mình, cái thầy tổ của mình mà nói rõ là ta bảo Phật Pháp Tăng. Và đồng thời khi mà chúng ta trung thành như vậy thì yếu tố trung thành này sẽ được thể hiện qua cái sự vâng lời, nghe theo, làm theo. Cho nên hôm nay thực hiện chữ trung đối với tam bảo thì mình phải cố gắng học lời Đức Thầy, và đồng thời Đức Thầy dạy cái gì thì chúng ta nghe theo cái đó học tập. Còn nếu mà Thầy dạy một đàn mà chúng ta làm theo một nẻo thì đó thôi, thì chúng ta chưa có cùng hành. Vì vậy cho nên một cái người mà quán triệt thực hiện cái chữ trung này thì người này phải là một cái con người, một cái con người quán luôn tất cả, hiểu biết luôn tất cả tứ đại trọng ân kính thưa đồng đạo, thì đó gọi là chữ trung.
Và Đức Thầy dạy ở đây là hiếu trung lòng chớ vọng lên, có nghĩa là ngoài cái tướng bên ngoài, ngoài cái tướng chúng ta ăn ở cư xử, thì trong nội tâm chúng ta lúc nào mình cũng nhớ, mình cũng thương đến cái nỗi khổ của mọi người, trong đó có cha mẹ mình, trong đó có đất nước, trong đó có đồng bào nhân loại. Bởi vì tứ đại trọng ơn giàu là bốn điều đó. Nhưng mà khi đồng đạo chúng ta làm được một điều này, làm được một điều khác, thì coi như trong đó chúng ta cũng đã hoàn mãn. Bởi vì một người mà đền ơn Tam Bảo thì cái người này đâu có dám bất kính cha mẹ, đâu có dám là phản bội với đất nước, quốc gia, dân tộc. Và người này cũng đâu có dám là phụ nữ với người hàng xóm chung quanh là bà nhân tội chẳng hạn, phải không? Bởi vì mình đền ơn Tam Bảo mà Phật dạy như vậy thì mình không có làm khác rồi. Rồi tôi nói ví dụ bây giờ mình đền ơn tập bà nhân loại mà mình phụ nữ cha mẹ mình đâu có được, bởi vì cha mẹ mình cũng là trong tập bà của mình nè. Rồi hơn thế nữa, khi mà chúng ta đền tập bà nhân loại thì chúng ta đã gián tiếp đền ơn đất nước rồi. Bởi vì mục đích của nhà nước là cái nhu cầu sự sống, muốn cho người dân được cơm no, được áo mặc, gọi là an sinh xã hội. Mà hôm nay chúng ta đền ơn đồng bào nhân loại là chúng ta đã góp phần với nhà nước để rồi nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo. Kính thưa quý vị, cho nên điều kiện tất yếu này chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Về với Đức Thầy dùng cái tự lòng là trong nội tâm chúng ta lúc nào cũng nhớ các điều này để chúng ta hàng ngủ. Bởi vì nhiều khi chúng ta làm ở người tốt, ngoài tốt chúng ta đã được đền ơn, và trong lòng mình thì có những cái nó không có được trọn vẹn, nó mâu thuẫn với tướng bên ngoài không đạt kết quả. Cho nên Đức Thầy dạy là lòng, và đặc biệt lòng chớ vội quên. Chúng ta quên cái gì không được đồng đạo, chứ nếu mà chúng ta quên cái này, quên cái trung hiếu thì coi như chúng ta cắt đứt con đường về. Bởi vì trong hội trường này tôi tin tưởng rằng quý vị chúng ta nếu mà nhắc đến một vị cao đồ của thầy mình, của trong đạo mình, tức là đồng đạo Trịnh Công Dung, chắc có thể là trong hội trường này quý vị cao tuổi còn biết đến đồng đạo Trịnh Công Dung. Bởi đồng đạo Trịnh Công Dung là sống độc thân, một người tại gia cư sĩ độc thân tu rất là chính chắn. Có thể khe thang mà chúng tôi nghe lời của bác thuật lại thì đây là một đồng đạo mà chúng ta cũng rất là cảm nể. Và sau cùng thì đồng đạo làm được cái chức hội trưởng, hội trưởng của ban trị sự tỉnh bộ Châu Đốc trong giai đoạn trước năm 1975. Vì vậy nên trong cái quá trình Đức Thầy đi phía Nam thì có một lần nọ Đức Thầy mới nói với đồng đạo Trịnh Công Dung, tức là ông Tư Dung đó, thì Đức Thầy nói rằng sau này tôi sẽ vắng mặt một thời gian, và sau khi vắng mặt một thời gian thì tôi sẽ trở về. Sau khi trở về thì tôi chọn có hai người. Thì khi mà đồng đạo Tư Dung mà nghe Đức Thầy chọn hai người thì đồng đạo rất là một trực, dạ thưa thầy, hai người mà thầy chọn có con không thầy? Thì Đức Thầy cười là nó không có phải, hai người tôi chọn là người trung và người hiếu. Như vậy thì qua mẫu chuyện này thì Đức Thầy đã khẳng định chúng ta biết rằng sau này Đức Thầy trở về, và khi Đức Thầy trở về Đức Thầy chỉ chọn hai người trung hiếu thôi. Và điều này rất là hợp với lời Đức Thầy dạy rất rõ: cõi trung, cõi trung hương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ: hiếu trung lòng chớ gọi quên giai đoạn này, hoặc là hiếu trung phải liệu cho xong, đến chừng lập Chúa, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Vì vậy cho nên hôm nay đây là vấn đề chúng ta không thể nào quên đồng đạo. Nếu như đồng đạo quên đi trung hiếu, mình không có thực hiện trung hiếu trước tiên trong cái đời sống này.